Rồi chào các em nha. Hôm nay thì anh sẽ tiếp tục hướng dẫn các em những cái câu tiếp theo trong bài tập tăng cường. Câu thứ nhất á, các em thấy là dùng Consider tổng hợp những cái mẫu sau. Tức là cái mẫu này nè các em. Mẫu này các em thấy có mặt hàng và số lượng. Nhớ nha, mặt hàng và số lượng nè. Đó. Thì các em copy mặt hàng, các em đi copy cái số lượng Ctrl C. Đó, các em đặt ở phía dưới này, Ctrl V. Quét bước thứ hai là các em quét chọn nè, các em quét chọn nè. Các em vô data, các em chọn chữ anh Consider. Chọn chữ Consider. Rồi, cái nào có sẵn các em delete bỏ giùm anh. Nó sum quét từ tiêu đề cần đầu tiên đến tiêu đề cần cuối cùng, kéo xuống ha, từ tiêu đề cần đầu tiên đến tiêu đề cần cuối cùng kéo xuống. Đó, và add vô. Rồi, một số bạn ở đây các bạn sẽ làm như vậy nè, top row black column. Ok. Thì bạn thấy là hai số này nó khác nhau hoàn toàn. Được chưa? Đây. Vậy là bạn nghi ngờ. Nó là tổng hợp từ hai bảng. Vậy mình cứ thử quét chọn data còn C đây, thêm một cái lệnh còn C đây thứ hai là mặt hàng đến số lượng. Các bạn thấy không, quét từ tiêu đề cần đầu tiên nè, đó, đến tiêu đề cần cuối cùng nè các bạn, đó, các bạn thấy từ G3 đến K12 add vô top row và last column. Ok, đó, hai bảng cái này nó mới giống. Vậy là cái tháng này nó cũng vậy, nó kêu lập cột phụ tháng ra. Thì ở đây nè các bạn lưu ý nè, bạn nào mà chèn từ trên xuống dưới như vậy nè các bạn, nó sẽ bị nhảy bảng nha. Nè, nó nhảy ra nè. Đó, nên thay vì chèn vậy á, các bạn nhớ dùng hàng một điều. Bạn có thể cắt đem đi. Ctrl X. Đặt qua kế bên, Ctrl V. Tháng. Ở đây cũng vậy. Ctrl X. Qua ô, Ctrl V. Tháng. Được chưa? Tháng thì các bạn dùng hàm mạnh hoặc lấy chữ tháng luôn nếu bạn muốn. Chữ tháng, cắt ra, ghép nối, mạnh. Đây là những cái cơ bản sẽ làm nhanh nha các em. Nó chọn ô, đóng ngoặc lại. Được chưa? Enter. Kéo xuống. Ở đây cũng vậy. Bằng tháng, ghép nối, mạnh. Chọn ô ngày tháng. Enter. Kéo xuống. Nó ở đây các bạn lưu ý nè, ở đây các bạn khỏi cần các bạn nhớ nha, muốn cho đẹp luôn á thì bạn kéo cái này nè qua cho giáp vậy nè, gpo lại nè, manager center nè, nó cái này cũng vậy nè, chú ý nha, đừng cho gộp hết luôn nha, nó chỉ gộp nó chia làm hai nè, đến lên cái đường cho các em coi nè, nó không à, hai cái đường nó khác nhau nha. Bây giờ để nó vẫn ở hai bảng nè, cái bảng này các bạn thấy nó sẽ tới đây thôi, còn cái bảng bên đây là một cái bảng khác nha. Nó tại do ở đây không đủ rộng, nếu anh chèn nữa thì cái nhiều khi cái vùng này nè nó sẽ bị thay đổi, được chưa, nó nên nó không được hay lắm, được chưa, nên anh sẽ vẫn giữ nguyên cái vùng ở đây, tháng số lượng thành tiền, nó copy sẵn rồi. Nó thì mình vô data chọn consolidate, đó, cái nào có sẵn delete giùm anh, delete giùm anh, sum tháng số lượng thành tiền, các bạn thấy không ạ? Anh quét cái bảng thứ nhất nè, anh quét từ cái chữ tháng nè, anh quét đến chữ thành tiền nè, thấy không ạ? Đó. Ok. Được chưa? Rồi. Tiếp tục, cái thứ hai các bạn nè, quét cái từ tháng nè đến thành tiền nè. Đó, các bạn quét từ tiêu đề cần đầu tiên đến tiêu đề cần cuối cùng, kéo hết bảng nè, không quét dương nha. Add vô, set up row và last column. Ok. Đó, nó sẽ ra cho bạn số liệu. Được chưa? Đề 2. Đề 2 các bạn thấy nè. Dùng Consider thống kê tổng số lượng và thành tiền theo tên hàng. Nó thì bạn ở đây tên hàng, số lượng, thành tiền bạn làm rồi nè. Tên hàng nè, số lượng nè, thành tiền, Ctrl C nè. Từ lệnh Consider thứ hai luôn luôn đặt nằm dưới lệnh Consider thứ nhất. Quét chọn nè. Data Consider đây. Nó delete bỏ nếu có sẵn. Bài này thống kê sum quét từ tiêu đề càng đầu tiên đến tiêu đề càng cuối cùng. Add vô set up row last column. Xong câu 2. Được chưa? Đề số 3, 2. Đó, bài này cũng tương tự vậy. Tức là bạn lập cột phụ quý ra. Đó, bạn lập quý ra rồi nè. Công thức quý thì INT man nha. Bạn không thuộc công thức quý thì bó tay không thể làm được. Đó, công thức quý là công thức anh có đưa các em á. Và nói các em chịu khó học thuộc lòng giùm anh đó. Đó, INT 2 ngoặc nè. Đó, man để lấy tháng. Trừ 1. Đó, đóng ngoặc. Chia 3, đóng ngoặc. Cộng 1. Đó, đây thức tính quý. Đó, bạn không thuộc quý là bạn bó tay. Quý nè. Ctrl C nè, số lượng nè. Nó từ lệnh Consider thứ hai luôn luôn đặt nằm dưới nè. Và thứ tự đặt phải đặt từ trái qua phải giống như đề bài người ta nè.
quét khối nè, data nè, consolidate nè, nó delete là nếu cái nào có sẵn nè, sum nè, quét từ quý nè cho đến số lượng nè, nó add vô. Cái thứ hai các bạn cũng vậy nè, nó xóa đi nè, quét cái thứ hai nè, từ quý nè, các bạn quét đến số lượng nè, nó add vô. Setup row let column nè, ok. Nó rồi công thức quý này chút xíu sẽ quay lại sau nha. Qua đề số 3. Đề số 3 thống kê số lượng thành tiền theo tên vật tư. Tên vật tư, số lượng và thành tiền. Các bạn copy cùng lúc hoặc copy từng cái cũng được. Miễn làm sao các bạn đặt thứ tự từ trái qua phải theo đúng dữ liệu người ta đưa ra. Vô data, sau đó bước số 2 là quét chọn các tiêu đề bạn vừa bắt ra. Vô data chọn Consider đây. Cái nào có sẵn delete. Bài này yêu cầu thống kê nên mình là sum. Quét từ tên vật tư cho đến thành tiền. Add vô. Top row left column là điều bắt buộc. Ok, các bạn thấy bạn cũng làm đúng hen. Đề số 4. Đề số 4 cũng tương tự, các bạn phải lập công thức quý ra, tổng hợp điểm số lượng nha, điểm nha, điểm nha. Điểm số lượng thì bài này hôm trước mình có dạy các bạn rồi. Quý nè. Đó, mặt hàng cũng được. Đó, điểm số lượng. Nó mặt hàng theo quý ha. Điểm số lượng bán theo quý. Nó giá yes, thì anh mượn tiêu đề đó, bữa trước anh có nói các bạn đó. Nó hoặc là quý nè, số lượng cũng cũng được. Ctrl C nè. Đó, Ctrl V nè, quét khối nè, vô data còn đây nè. Đó, cái nào có sẵn delete, có sẵn delete và cái này điểm là mình dùng count nè. Đó, nó quét từ quý cho đến số lượng nè. Nó add vô nè. Cái thứ hai các bạn nè, xóa đi nè các bạn thấy không ạ? Đó, bạn xóa trên nè để bạn quét lại đó. Nó từ quý cho đến số lượng nè. Add vô nè, top row left column nè. Ok. Nó bạn không thuộc quý. Ở đây bạn hình như là nó sao có một bảng hay gì nè, nên quên coi bạn nữa. Đó. Ok, này điểm nè. Điểm số lượng nè, cái này các bạn thấy nè. Tổng cộng này nó có gì đây? X, Y, Z. Nó X, Y, Z quý 1, quý 2, quý 1, quý 2, quý 3. Các bạn thấy đây quý 1, quý 2, quý 1, quý 2. Tổng cộng đây 7, đây là dư 9. Giờ là 10 16 thì đây bạn có 9 thôi. Nó tức là 9 này nên anh nghi ngờ là bạn chỉ có tổng hợp cái bảng bên đây thôi nè. Nó còn cửa hàng số 1 không có tổng hợp nha, bạn lưu ý nha. Nhưng trường hợp mà có hai bảng thì bạn cẩn thận giùm anh. Đề số 5. Đề số 5 này tuần của tháng, bạn không thuộc tuần của tháng thì bỏ tay. Rồi thì bây giờ anh sẽ viết lại cái công thức tuần của tháng và công thức quý của năm cho các em nha. Để làm cái này bạn tuần 1, tuần 2. Ủa ở đây bạn đã có chữ tuần rồi mà sau này còn số 1, số 2, số 3 vậy bạn. Được chưa? Đó là chứng tỏ bạn có vấn đề. Dùng cái là tổng hợp số lượng bán nha, tổng hợp số lượng bán nha các em. Đó, tức là tính tổng đó các em. Đó, tại sao mà ở đây đã có chữ tuần rồi mà ở đây là không có chữ tuần. Đó. Rồi, lý do này các bạn, lý do này là bạn format cell nha. Lý do này là bạn format cell nha, chứ không phải là bạn ghi chữ tuần nha. Đó lý do tại sao đây là số 1, số 2, số 3 mà không phải là chữ tuần 1, tuần 2, tuần 3. Đó là bạn do bạn format cell đó các bạn. Rồi, đây là bạn format cell á. Format cell có được bằng cách bạn quét khối nè, bạn lấy chuột phải, bạn format cell nè. Đó, và bạn ghi chữ tuần nè, sau đó bạn ghi số vô nè. Đó, được chưa? Làm vậy chứ cực vậy trời. Đó, mà mình ghi trực tiếp ở đây là chữ tuần vô nè các bạn. Tuần vô nè. Enter. Đó. Làm xong đây anh sẽ viết lại công thức quý và công thức tuần cho các em. Rồi sau đó quét khối nè. Quét khối nè. Data còn study đây nè. Cái nào có sẵn delete nè, cái nào có sẵn delete nè. Bài này tính tổng sum nè. Từ tuần nè các bạn quét đến số lượng nè, add vô. Cái thứ hai các bạn xóa đi nè các bạn thấy không ạ? Các bạn xóa đi nè. Nó quét từ tuần nè các bạn quét đến số lượng nè. Nó add vô top row và last column là điều bắt buộc. Ok. Rồi, thì bây giờ sẽ viết anh copy lại hai công thức đó là tuần của tháng và quý của năm cho các em xem nghe. Giờ anh giả sử anh dùng cái này là OK4 nha. Được chưa? Nó OK4 anh viết lại cho các em quan sát. Yeah. Tuần của tháng và quý của năm á, nếu là quý á thì các em sẽ đổi bằng cái hàm day nè, các em đổi bằng hàm month. Nó và trừ 1 chia 7 thì các bạn đổi thành chia 3. Nó thì đây là quý và đây là bước tính tuần. Và chữ tuần này các bạn phải đặt một kép nha. Nó ghép nối nó và có khoảng trắng nè. Rồi các bạn chú ý là bạn nào có sai những câu này thì bạn tranh thủ làm vô giùm anh nha. Cái phần consider day đặc biệt là phải viết được công thức tuần của tháng và quý của năm. Mời các bạn sửa vô giùm anh. Tiếp theo á, là cái câu hàm cơ sở dữ liệu trong bài tập tăng cường. Và nhớ giùm anh đối với hàm cơ sở dữ liệu là nhớ giùm anh một nguyên tắc là
làm sao cùng. Tại vì mỗi một ô là một cái điều kiện. Ở đây nếu đối với đề số 1 nè, nó các bạn thấy tổng cộng bạn viết là 21 điều kiện. 21 điều kiện chứ không phải là 23 điều kiện. Đó. Được chưa? Nên bạn làm sao cùng. Và ở đây anh chỉ viết cho các bạn khoảng một hoặc hai điều kiện thôi. Ví dụ anh sẽ viết cho hai cái ô này, tức là điều kiện thứ nhất. Đó, anh viết hai ô này. Thì đối với này thì anh sẽ kiểm tra bạn có điều kiện các bạn viết đúng hay sai nha. Nó value with day. Ôi, sai kiến thức cơ bản luôn. Sai kiến thức cơ bản luôn. Đây, tại sao nói sai? Hàm with day để lấy thứ. Đúng không ạ? Cái ô A2. Rồi, mid lấy ký tự thứ ba, lấy hai ký tự. Nó ép sách. Rồi, các bạn thấy nè, hàm with day là hàm có hai đối số. Đối số thứ nhất là ô ngày tháng kiểm tra, đối số thứ hai là đầu tuần là chủ nhật. Đó, đầu tuần là thứ mấy, mặc định đầu tuần là chủ nhật. Số 1, kết quả của hàm with day là con số nguyên dương từ 1 đến 7. Kết quả nó đã là con số nguyên dương rồi. Con số nguyên dương từ 1 đến 7 rồi thì không cần value. Đó. Được chưa? Sai một cái cơ bản nhất luôn. Thì bạn chú ý hơn giùm anh. Hàm with day là ra con số nguyên dương rồi. Nên bạn không cần nha. Đó, không cần value. Rồi, đây là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai các bạn nó là fz. Fz và gì ta? Fz và thứ 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 mấy đây, thứ hai. Được chưa? Thứ hai đây, tức là cái anh đây các bạn thấy nè. Ủa tại sao lại đây câu này thì lại không có value đó? Giờ này thì vậy là có một cái là bạn value thôi đó, sau đó phát hiện sai bạn sửa lại rồi nhưng mà đã muộn màng rồi đó. Muộn màng mình học thôi nhưng mà khi thi vẫn còn kịp. Đó, khi thì vẫn kịp, tức là bạn nhớ giùm anh, hàm with day là hàm chỉ có hai đối số. Đối số thứ nhất là ngày tháng, đối số thứ hai là đầu tuần là thứ mấy, mặc định đầu tuần là chủ nhật. Số 1, kết quả ra số bao nhiêu là thứ bấy nhiêu. Nó và nó ra con số là số nguyên dương từ 1 đến 7. Được chưa? Rồi khi mà viết hàm ở đây thì anh nhắc lại chút xíu về cái hàm hàm đây cho các em. Được chưa? Thì học thì hôm trước học rồi nhưng mà anh sẽ nhắc lại. Ở đây người ta yêu cầu tính tổng thì mình dùng sum. Đó, hàm cơ sở dữ liệu thì bạn gắn thêm chữ D giùm anh. Và tất cả các hàm cơ sở dữ liệu đều có 3 đối số. Đối số thứ nhất là bảng dữ liệu. Quét hết toàn bộ bảng dữ liệu kể cả tiêu đề. Nhớ F4 nha. Đối số thứ hai là tiêu đề tính. Bài này tính tổng gì đây? Thống kê tổng số lượng nữa em. Thống kê số lượng nè. Nên mình sẽ chọn ô số lượng. Nữa nha. Đó, tiêu đề tính. Và đối số thứ ba là điều kiện bạn lập ra. Anh đang viết ô thứ nhất nên anh sẽ dùng cái điều kiện là thứ nhất F4 Enter. Nó chỉ vậy thôi. Rồi cái này cũng vậy, D sum. Đối số thứ nhất là bảng dữ liệu, quét hết toàn bộ bảng dữ liệu kể cả tiêu đề. Đối số thứ hai là tiêu đề tính. Đối số thứ ba là điều kiện lập ra. Enter. Đó là cách viết. Được chưa? Rồi. Còn đề số 2. Đề số 2 đây là số lượt bán và tổng thành tiền. Được chưa? Đó thì anh coi coi điều kiện bạn viết có đúng không nha. Bạn có những cái suy nghĩ rất là tốt á, bài làm này khá tốt á. Tới thời điểm hiện tại nha, khá tốt. Tức là ở đây AKE và AKE có được bằng cách bạn lấy chữ A bên trái và ghép nối với KE bên phải. Được chưa? Và dùng hàm bình thường. Do bạn thấy nè, các bạn thấy nè, bạn dùng ký tự bên trái ghép nối ký tự bên phải mình ra đường chuỗi mới. Được chưa? Ra đường chuỗi mới. Rồi, số lượt bán thì D count. Đó, còn tổng thì D sum. Đó, thì anh làm lại một lần nữa cho các em nhé. Được chưa? Bằng D count. Đó. Database là bảng dữ liệu, quét hết bảng dữ liệu kể cả tiêu đề. Điều kiện ở tiêu đề tính số lượt bán. Số lượt bán thì ở đây các bạn có thể chọn tên hàng. Nó có thể xuất hiện mấy lần trong đây.
và điều kiện lập ra. Yên tâm. Đó, A cái E ra không. Đó, bạn sao ra được đây? Bạn dùng gì đây? Bạn dùng thành tiền. Đó. Đó, điều kiện bạn, cái ô bạn lại là dùng thành tiền. Đó, được chưa? Cái này gì đây? Cũng là thành tiền. Chưa chắn nha bạn. Ở đây bạn phải dùng đê khao. Bạn đang đếm mà số lượt bán mà. Là cái tiêu đề bạn dựa vào gì? Bán coi thằng đường, thằng sữa này nè là bao nhiêu. Bạn sẽ dùng tên đường, đường sữa này chứ không phải là bạn dùng thành tiền. Đó, và ở đây mình sẽ dùng đê khao A. Tại vì đây đếm chuỗi. Được chưa? Dù đáp án bạn có đúng nhưng mà nó có một vấn đề ngay chỗ này là bạn sử dụng tiêu đề thành tiền là không đúng nha. Nó mà bạn phải dùng ở đây là điếm thì mình sẽ dùng đê khao a nó thì nó điếm điếm chữ nó điếm coi sữa này nó xuất hiện mấy lần ở xin lỗi chữ a k e nè nó hoặc là cụ thể hơn bạn dùng cái tiêu đề tính là cái mã hàng này nè nó sẽ hay hơn nó a k e nó tức là điếm coi cái chuỗi nè bạn nè nó kiếm cái chữ gì a k e trong mấy này nè nó kéo xuống là nó kiếm nè nó cái nào a k e thì trả ra nó chứ không phải bằng dụng phần tiền. Đó, bạn lưu ý chỗ này giùm anh. Rồi, điều kiện thứ ba. Thứ ba này kẹo sữa đây là decim. Trung bình average. Rồi, kẹo sữa ở đây coi bạn dùng gì? Ghi tên ra nhé chứ không có chọn ô cố định nha bạn. Là kẹo hoặc là sữa. Ok. Bạn viết đúng rồi đó, kẹo sữa ở đây là kẹo hoặc sữa nha chứ không phải là cái chữ kẹo sữa luôn. Được chưa các em lưu ý nha. Ở đây nó là kẹo hoặc là sữa nha. Ở đây là kẹo hoặc là sữa chứ không phải là kẹo sữa luôn. Được chưa? Và tính lợi nhuận trung bình thì bạn dùng average. Đó. Ok. Rồi, bạn làm đúng rồi đó. Được chưa? Thì này là điều kiện average này giống như mấy kia thôi. Đầu tiên là bảng dữ liệu nè. Quét hết toàn bộ bảng dữ liệu kể cả tiêu đề. Đối số thứ hai là tiêu đề tính tính thành tiền trung bình. Đó thì chọn chữ thành tiền. Rồi điều kiện quét đúng và đủ hai ô lập ra. Enter. Đó, rồi các em lưu ý giùm anh nha. Đây là cách dùng hàm cơ sở dữ liệu. Và nhớ, hàm cơ sở dữ liệu luôn luôn làm sau cùng. Nhớ giùm Hoàng, mỗi một công thức hàm cơ sở dữ liệu là lập một điều kiện ra. Người ta cho bao nhiêu công thức mình lập bấy nhiêu điều kiện. Và công thức hàm cơ sở dữ liệu thì nó có ba đối số là bảng dữ liệu, tiêu đề tính và điều kiện lập ra. Và nhớ giùm anh thì tính tạo đối với hàm cơ sở dữ liệu thì bạn lấy những cái hàm bình thường thêm chữ D phía trước. Nó thí dụ như tính tổng thì decim, đếm thì đề khao a, nó trung bình thì average chẳng hạn. Rồi mời các em sửa vô cho mình. Bây giờ tiếp tục nha các em, thì anh sửa cho các em là phần rút chích trong phần bài tập tăng cường. Ở đây có bốn câu. Câu thứ nhất các bạn thấy nè, trích ra nhân viên có đơn vị là DK ở xin lỗi phòng kinh doanh. Nó điều kiện thì nó khá đơn giản, được chưa? Nó bạn làm đúng rồi. Nó điều kiện ở đây. Đó, cái thứ hai nữa đó gì căn nhân a chúc mừng bạn ẩu tả điều kiện thứ hai các bạn nó là gì là nhân viên nam nam mình thiếu điều kiện and nó nam nữ đọc đời cẩn thận hơn bạn kỹ khóa nên anh sẽ khóa luôn bằng chữ nam nó nam và cái gì và cái số ngày công trên 23 ở đây có hai điều kiện chứ không phải một. Và hai điều kiện đồng thời xảy ra dùng hàm and để nói. Bạn cẩn thận hơn, bạn bị sai ngay chỗ này. Đó. Rồi vô data advanced. Bài này yêu cầu rút chích thì bạn chọn copy to đối với ý thứ nhất. Literal là bảng dữ liệu quét hết toàn bộ bảng dữ liệu kể cả tiêu đề. Điều kiện các bạn quét đúng và đủ hai ô lập ra. Vị trí trả về chọn đúng một ô đảm bảo rằng bên tay phải và phía dưới trống. Ok. Đây các bạn thấy 1 2 3 7 8 9. 1, 2, 7, 8, 9 giống bạn. Cái thứ hai cũng là rút chích nên vô data, vô advanced, copy to, list là bảng dữ liệu, quét hết toàn bộ bảng dữ liệu kể cả tiêu đề. Điều kiện quét đúng đủ hai ô lập ra, vị trí trả về chọn một ô đảm bảo rằng bên tay phải phía dưới trống. Ok. Ở đây chỉ có 2 và 4 thôi, tại yêu cầu nam. Ở đây bạn bị sai một chút xíu là có nữ nha. Bạn đọc kỹ hơn giùm anh. Ở đây bạn viết nhưng mà chưa đúng lắm. Rồi câu thứ hai,
Câu thứ hai bài này có 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất các bạn nó là gì đây? Để anh coi 3 điều kiện nó là gì. Điều kiện thứ nhất của bạn nó là gì? Mẫu tên ngày bảng trong tháng 2. Đó, tháng 2 không thì mình dùng hàm manh thôi. Cái này thì không quá lạ lẫm đối với các em nha. Giờ nó không quá lạ lẫm với các em. Rồi, cái thứ hai các bạn là trích ra mẫu tin led và bán led và có ngày bán từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 15 tháng 2. Tuyệt vời nha. Đó, từ ngày này đến ngày kia. Rồi, cái thứ ba nó là số lượng bằng 1 hoặc là led. Ok. Đó. Đây. Từ ngày này các em thấy nè, từ ngày này đến ngày kia thì các bạn sẽ dùng hàm DATE để nói. Được chưa? Đây. Đó. Và điều kiện đồng thời xảy ra thì mình dùng hàm AND. Đó, bài này cả ba câu này đều dùng để trích hết. Nên các em vô data, các em vô advanced. Đó, câu thứ nhất nè. Copy to nè, list range bảng dữ liệu, quét hết bảng dữ liệu kể cả tiêu đề. Điều kiện các bạn, điều kiện thứ nhất là bạn quét hai ô nè. Đó, quét hai ô. Vị trí trả về một ô trống đảm bảo rằng bên tay phải và phía dưới trống. Ok. Đây kết quả chỉ có hai ô này thôi. Cái thứ hai data advanced copy to list range bảng dữ liệu quét hết toàn bộ bảng dữ liệu kể cả tiêu đề. Điều kiện quét đúng và đủ hai ô lập ra. Vị trí trả về một ô đảm bảo rằng bên tay phải phía dưới trống. Ok. Các bạn thấy anh đặt trên xuống nè. Cái thứ ba cũng vậy, data advanced copy to list range bảng dữ liệu hết bảng dữ liệu kể cả tiêu đề. Điều kiện quét đúng đủ hai ô lập ra. Vị trí trả về một ô trống đảm bảo rằng bên tay phải nha và phía dưới trống. Ok, bạn thấy đây nó 13589 13589 giống bạn. Câu số 3, nó câu số 3 ở đây là người ta yêu cầu trích ra, trích lọc cái theo gì N1 hoặc N2. Thì đây bạn viết N1 hoặc N2 và ba môn nó trên 7 ha. Thì đây là cách viết này. Thì cái câu này á thì bữa trước anh cũng có nói các bạn một câu tương tự như vậy rồi mà hình như các bạn không để ý lắm nên viết lại như vậy thì bạn chưa hay là chưa được hay lắm. Nó chứ anh không có nói bạn sai đây, tức là bạn nói rằng á là ở đây là cả N1 và N2 đều có gì đây, đều có cái điều kiện này nè, nó là trên 7, tức là N1 trên 3, 3 môn trên 7 cũng được hoặc là N2 3 môn trên 7 cũng được. Nhưng mà này nếu bạn đọc kỹ lại á, đọc kỹ lại á, hôm trước không biết anh nhớ hình như có một bạn nào á. Nó hôm trước các bạn đợi xíu nha. Hôm trước có một bạn nào cũng tương tự bài như nè các em. Nó cũng tương tự bài như vậy, cũng có dụ N1 hoặc N2 nè, N1 hoặc N2 nè. Nó cũng có một câu vậy luôn. Nó tức là N1 hoặc N2 ở đây có nghĩa là gì? Trường hợp thứ nhất là N1. Trường hợp thứ hai đó là N2, nhưng mà N2 nó sẽ gì? Nó có điểm 3 môn trên 7, tức là ở đây cái phần 3 môn trên 7 này chỉ có ứng với điều kiện N2 thôi. Được, các bạn lưu ý cho mình chỗ này. Alo. Rồi, thì nãy anh có nói các em á, ở đây á cái trường hợp này nè các em. Cái trường hợp này là có hôm trước anh cũng có nhắc, không biết nhóm mình hay nhóm nào. Đó, bạn ghi như vậy nè. Cũng đúng nhưng mà đúng này á là đúng theo cái kiểu á. Nếu như đề bài họ ghi nếu như nha, nếu như cái đề bài họ ghi là gì? Gì đây? Dùng hàm thích hợp để trích lọc theo cái điều kiện N1 và N2. Nó nếu cái đề bài họ ghi là và vậy thì công thức của bạn đúng. Còn nếu ghi là hoặc thì công thức bạn chưa ổn lắm. Được chưa? Nè, dùng hàm thích hợp trích lọc theo cái điều kiện N1 hoặc N2 và N2 và. Còn cái này là gì? N1 và N2 và. Thì chú ý hơn. Nếu ở đây, nếu là ghi chữ và thì công thức bạn ổn. Còn ở đây người ta ghi chữ O nên. Nên ở đây anh sẽ sửa lại chút xíu. Là N1 hoặc N2. Đó. Cái N2 này thay vì á, bạn ghi từng cái thì anh sẽ dùng một cái công thức. Đó là min. Min của ba cái. Thì đây. Toán lý hóa. Nó anh khóa dòng, khóa cột để công thức đi xuống. Nó cái min của nó lớn hơn 7. Được chưa? Cái min của ba môn này lớn hơn 7 thì chắc chắn rằng nó sẽ lớn hơn 7. Được chưa? Nó sẽ giúp các bạn viết công thức nó nhẹ nhàng hơn. Đó. Đây. Thì đối với đề này á, thì các bạn viết công thức như vậy nó sẽ tốt hơn. Đó, trường hợp thứ nhất là N1.
Trường hợp thứ hai là N2, nhưng mà N2 nó sẽ kèm theo cái điều kiện là 3 môn trên 7. Và 3 môn trên 7 thì anh lấy cái giá trị thấp nhất của nó, giá trị thấp nhất của 3 môn này á, mà nó trên 7 rồi thì những cái giá trị khác thì nó đều trên 7. Rồi, sau đó anh vô data. Advanced. Copy to, tại bài này yêu cầu trích lọc. List rank là bảng dữ liệu, quét hết bảng dữ liệu kể cả tiêu đề. Điều kiện quét đúng đủ hay ô lập ra. Vị trí trả về chọn một ô trống, đảm bảo rằng bên tay phải phía dưới trống. Đây. Còn cái đề số 4. Đề số 4 này là điện lạnh, điện tử. Đây này cũng y chang như nè. Đó, và bạn viết cũng y chang như hồi nãy. Rồi, tức là bạn viết cũng y chang như hồi nãy anh mới nói đó. Đó, thì về cái phần mà khi nào nên dùng or, khi nào nên dùng and đó. Nó thì bạn nên đọc đời hơn. Đó nè. Được chưa? Đây, bạn ghi như vậy là gì đây? Điện lạnh và điện tử trong ví 3. Tức là cả điện lạnh và điện tử các bạn đều thuộc ví 3. Nhưng mà nếu anh sửa lại chút xíu ngay chỗ này. Nó. Tức là ở đây là gì đây? O đặt ở ngoài. Cái quý 3 này nè, anh sẽ đi với cái gì? Như đi với cái điện tử. Nó. Cái quý 3 sẽ đi với điện tử. Nó, còn điện lạnh anh sẽ đi một mình. Nó, các bạn thấy. Đây, quý 3. Điện tử nè, như quý 3 nè. Điện lạnh điện mình. Nó sẽ hợp lý hơn. Nó sẽ hợp lý hơn. Rồi, rồi điều kiện làm thì cũng vô data, vô advanced. Copy to, list rank là bảng dữ liệu. Quét hết toàn bộ bảng dữ liệu, không quét tiêu đề, bạn đúng nha. Cái tên bảng không quét nha mấy em, tên bảng không quét nha. Điều kiện các bạn quét đúng và đủ hai ô lập ra. Vị trí trả về một ô đảm bảo rằng bên tay phải phía dưới trống. Đó, rồi. Được chưa? Anh copy cái công thức ngày tháng qua nữa cho các em nha. Cái chỗ mà từ ngày này đến ngày kia đó, anh xin phép các bạn ở bên đây anh copy qua luôn một file một các em dễ nhìn. Nó từ ngày này đến ngày kia nè, các bạn dùng hàm and để nối nha. Được chưa? Nó từ ngày này đến ngày kia các bạn dùng hàm and để nối và so sánh với ngày tháng năm thì bạn dùng hàm date. Rồi các bạn sửa giùm anh vô cái phần rút chích dữ liệu. Rồi câu tiếp theo đó là câu trích lọc nha các em. Đó, trích lọc này các em thấy điều kiện của bạn rồi sao? Mặt hàng là xe máy hoặc điện máy ha. Đây là xe máy điện máy và bán trong tháng 2 thì cách viết bằng y chang như nãy giờ viết. Đó thì thôi. Đó. Ở đây. Và anh sẽ hướng dẫn các em một cách viết khác. Đó là các em viết trực tiếp không phải là dựa vào những ký tự nữa. Đây. Rồi đây. Đây cách viết của bạn nè. Tức bạn lấy ra hai ký tự nè, hoặc là xe máy hoặc điện máy. Nè các em đếm nè, điện máy hoặc xe máy trong tháng 2. Nó thì giống như nãy giờ, tháng 2 này nó sẽ đứng với cái gì? Xe máy thôi, còn điện máy đứng mình. Đó, được chưa? Thì bây giờ cách viết điều kiện. Cách viết điều kiện đó. Em sẽ viết như sau. DK bằng O. Cái O thứ nhất ở đây, anh sẽ viết ở đây là điện máy. Và điện máy có được bằng cách anh dò HLUB INNET. Yeah, INNET. Cái vùng kết quả F4. Dòng có một dòng, cột dùng MAT. Nó, XM là ký tự bên phải, RIGHT. Yeah, RIGHT của cái mặt hàng. Yeah, RIGHT của mặt hàng. Đó, hai ký tự. Chỉ dò xong vùng chứa. F4. Chấm phẩy. Cách dò không, tại vì đây là chữ. Bằng. Dạ, bằng. Đó, các em thấy à? Bằng gì đây? Bằng chữ xe máy. Ủa, bằng chữ điện máy. Ngược lại, cái O thứ hai là and. And cái gì? Tháng 2 là month. Month của cái ngày. Bằng 2.
và cái index tiếp. Đó, tức là bạn dò trực tiếp luôn các bạn. Vùng kết quả F4. Dòng có một dòng cột mat. Mat gì đây? Right. Right 2. Trị dò xong quét bảng dò. Ủa xin lỗi, quét vùng chứa. F4. Cách dò không, đóng mat, đóng index bằng bằng gì đây? Bằng xe máy. Đóng and, đóng or, enter. Đó. Tức là ở đây mình sẽ viết trực tiếp luôn, viết trực tiếp luôn chứ không cần phải ngồi đó bằng dò. Được chưa? Và cái này á nó giúp cho các bạn làm được cái phần index ở câu trên luôn. Đây, cái lỗi nè. Đó. Được chưa? Lỗi ra được chiếc xe máy điện máy luôn. Đó. Thì tổng giá trị này thì các bạn dùng hàm công thức mảng giùm anh nha. Đó, bằng sẵn đây anh ôn luôn cho các em. Bằng sum tổng giá trị nhập, tức là thành tiền Việt Nam đồng. Các bạn không quét câu dưới nè, F4 nhân điều kiện các bạn là xe máy điện máy thì quét cái cục lõi F4 bằng cái chữ xe máy khóa dòng để công thức chạy qua phải, Ctrl Shift Enter nó và bạn kéo thôi. Này là lỗi này đó, lỗi này này các em lưu ý, lỗi kích cỡ ô không đủ nha. Được. Đó. Và anh để cái công thức mảng đây luôn nha, để cho các em coi. Công thức mảng thì Ctrl Shift nhấn Enter giùm anh nha mấy em. Đó, còn cái điều kiện này chút xíu sẽ mở cho em. Đây là công thức mảng nha. Rồi, data nè. Advanced nè. Copy to list range là bảng dữ liệu. Đây, bạn nào quét như vậy nè là bạn sai. Bạn sai. Lý do ở đây nè, các em nhấp vô nè, các em thấy là cột sơi sáng, dòng 3, dòng 4 sáng. Được chưa? Thì em bắt buộc phải bỏ global. Người ta gọi đây là global. Đây, bỏ tới đây. Được chưa? Bỏ tới đây nè. Manager cell trong thẻ home. Sau đó em quét khối nè, em cần cho nít, em cắt nha, em không có delete nha, em đem xuống. Được chưa? Để làm sao mà nó sát với cái dữ liệu em nè. Đó, em cắt em đem xuống nha, chứ em không có copy đem xuống, em cắt đem xuống. Thì cái vùng này nè, đây dáng này nè, thì cái đây mới gọi là cái vùng mà mình cần rút chết nó. Được chưa? Đây ở trên này nè có một cái ô khác nè, nó ô này hồi mình đưa vô sao. Được chưa? Nó bị gộp ô 12 dạng thống kê rút chích dữ liệu em không được gộp ô, 12 dạng thống kê và rút chích dữ liệu em không được gộp ô. Rồi sau đó mình vô data nè. Advanced Capital List Range bảng dữ liệu, quét chọn toàn bộ bảng dữ liệu kể cả tiêu đề. Nó điều kiện quét đúng và đủ hai ô lập ra. Đây, vị trí trả về chọn một ô trống đảm bảo rằng bên tay phải và phía dưới trống. Rồi, và ở đây á anh sẵn đây nói luôn, nếu đề bài yêu cầu bạn loại những cái giá trị trùng nhau ra trong phần rút chích nha, loại những cái giá trị trùng nhau thì bạn check vào cái ô unwell recordly. Tức là đối với những cái dòng á chứa những cái liệu nó giống nhau á, chứa những cái dữ liệu giống nhau á, các em nó lấy một dòng duy nhất thôi, những dòng khác nó không lấy. Thí dụ nha, còn consolidate á thì nó bao nhiêu thỏa cái điều kiện bạn đã tổng hợp là hết. Còn đối với nó cộng đồ kia hoặc cái điểm lại. Còn đối với rút chích á, nếu người ta yêu cầu bạn lấy những cái giá trị trùng nhau, chỉ lấy một á, rồi ra năm nay là vậy, thì các bạn phải check vào ô unwell recordly. Nhớ nha, câu trắc nghiệm lâu anh hay gặp câu này lắm, trong các đề thi bạn trắc nghiệm hay gặp câu này. Tức là khi bạn trong phần rút chích dữ liệu muốn lấy những cái loại bỏ những cái giá trị trùng nhau, chỉ lấy một giá trị thôi, thì bạn nhớ check vào cái ô unwell recordly. Ok, nó đây. Đó, thì đây là đáp án của mình. Được chưa? Rồi bạn nào kỹ tính hơn nữa thì đem cái chữ thuế ra, Ctrl C đem nó xuống cái thuế dưới này. Nhớ nha. Đem nó xuống cho giống người ta nè. Đó. Nhớ gì mà điều đó nha. Rồi đem mở công thức mà việc kết hợp dò tìm. Ô xe máy viết sai rồi nè. Xe máy nè. Được chưa? Rồi anh làm lại nha. Anh viết sai một chữ. Đây, vô home nè, bạn chọn Leon nè. Rồi data nè, advanced nè.
copy to list range bảng dữ liệu, các bạn thấy quét từ tiêu đề cần độ quét hết bảng dữ liệu nè, rồi cái tiêu đề, cái thuế này không phải nè, cái tổng cộng không phải nè, rồi cái bảng điều kiện quét hai ô nè, vị trí trả về chọn một ô đảm bảo rằng bên tay phải phía dưới trống nè, ok, nó ở đây các bạn thấy có cái nào nó giống không? Ở đây nhìn số liệu á, giống có nghĩa là gì? Thí dụ như điện máy nè, điện máy hết luôn, điện máy nè, rồi cái số này những cái này giống phải giống hết nha, thì nó mới lòi ra, được chưa? Nó ở đây các bạn giả sử nè, bây giờ anh sẽ giả sử các bạn cái recovery đó như thế nào. Đó, ở đây các bạn thấy có 5 ô, bây giờ anh sẽ copy, anh copy giả sử ở đây, anh copy con dòng này, anh dán vô ở dòng số 4 và ở dòng số 7, được chưa? Tức là dòng 4 nè và dòng 7 nè, tức là anh để cái dữ liệu đó, anh đánh dấu màu đỏ luôn nè các em. Đó, đây, tức là ba dòng này các bạn thấy nó sẽ giống nhau hết nè, nó giống nhau từng chữ hết nha. Rồi, xe máy, bây giờ điện máy, bây giờ đầu tiên anh sẽ rút chích bình thường để các bạn coi coi nó sẽ như thế nào, và khi anh check vô anh quen nó như thế nào. Capital list range là bảng dữ liệu quét hết bảng dữ liệu kể cả tiêu đề, điều kiện quét đúng và đủ hai ô lập ra, vị trí trả về chọn một ô đảm bảo rằng bên tay phải phía dưới trống. Ở đây anh chưa check nha, anh đang làm trường hợp thứ nhất, ok. Thì bạn thấy tổng cộng mình ở đây điện máy không vậy, giống nhau hoàn toàn luôn, được chưa? Cái gì vậy? Cái xe máy là vô tình xóa hết mấy cái dòng xe máy kia luôn rồi. Rồi bây giờ anh sẽ quay lại đi, em mất tiêu luôn đó, tại vì cái này vô tình trúng mấy cái dòng ấy luôn, cái dòng không để xóa luôn. Đây xe máy nè, điện máy, điện máy các bạn là tháng 2 đúng không ạ? Cái điều kiện này nè, điện máy đứng một mình, xe máy thì tháng 2. Nó vậy đáp án bài này đâu điện máy đâu, toàn điện máy thôi. Nó điện máy không à, xe máy các bạn không có tháng 2 không à, mất rồi. Đó. Nhưng mà cái dữ liệu này bạn thấy nó không giống nhau. Rồi bây giờ anh sẽ sửa lại dữ liệu một chút, tháng 2 nó và có hai ô là tháng 2 nha, để các em coi nè, ngày 1 tháng 2 là xe máy nè, ngày tháng 2 luôn, hai ô. Rồi bây giờ anh sẽ làm lại nha, đây để cho các em thấy sự khác biệt của chúng, để nữa mình có dựa làm bài thi mình biết được mình sửa. Đây, data advanced capital list range bảng dữ liệu quét hết bảng dữ liệu kể cả tiêu đề, điều kiện quét đúng đủ hai ô, vị trí trả về một ô, ok. Đây các em thấy dáng này nè, có hai cái này giống nhau này, thấy không ạ? Rồi bây giờ anh làm lại, cũng data cũng advanced luôn, capital luôn, list range vẫn là bảng dữ liệu đó, điều kiện vẫn là hai ô này, vị trí trả về một ô. Bây giờ các bạn để ý nha, và anh check cho cảnh quen nè, thì thay vì đây 1, 2, 3, 4, 5 đáp án, thì anh check cảnh quen này chỉ có 4 đáp án thôi, tại vì hàng này là chỉ lấy một cái đầu tiên, cái thứ hai này nó bỏ tại vì nó trùng nhau hết, ok. Các bạn nào, nó chỉ lấy cái đầu tiên thôi. Yeah, đó là nguyên tắc của đề thi. Mà nếu người ta chép vào cái ô unaware recovery đó, thì em lưu ý giùm anh, ghi chú giùm anh. Rồi và đây cách kết hợp điều kiện bằng do tìm. Rồi mời các em sửa vô và ghi chú cẩn thận giùm anh cái trường hợp này. Và nhớ 12 dạng thống kê và rút chích dữ liệu không được gộp ô. Rồi bây giờ mình sẽ, các bạn hàm tài chính các bạn sẽ sửa từ câu 3 trước giùm anh, từ câu 3 quay lại. Tại câu 1 là câu có nhiều ý hay khó. Rồi, câu 3. Giả sử bạn muốn có một cái khoản tiền. Đó, được chưa? Khoản tiền 50.000 đô bằng cách gửi ngân hàng trong 18 năm. Lãi suất là 6% một năm. Xác định số tiền bạn tiết kiệm, số tiền mà bạn tiết kiệm mỗi tháng. Số tiền tiết kiệm mỗi tháng, số tiền đầu tư mỗi tháng, mỗi kỳ các bạn dùng hàm đó là hàm BMT. Lãi suất là 6% chia 12. Đó. Rồi cái này nè, bạn nào không tính ra được 196 á, được chưa? Thì bạn ghi là 18 x 12 giùm anh.
Đó, ở 18 nhân 12 được chưa, là 216 rồi đây nó 18 nhân 12 là 216 đó, tức là bạn nào không ghi vô đây 216 thì ghi 18 nhân 12 giùm anh nha. Đó, để thôi tính nhẩm nhẩm hồi tầm 7 được chưa. Đây BMT đầu tiên là lãi suất tổng kỳ thanh toán, BV số tiền ban đầu là 0, FV là tương lai có, thời điểm thanh toán không nói gì, mặc định là 0. Cuối kỳ. Đúng. Rồi, giả sử bạn mua một chiếc xe máy và thanh toán theo phương thức trả góp, bài này hôm trước anh sổ cho các em rồi. Đó, và đây anh có nói các em, đây là một trong ba dạng người ta hay cho. Giả sử bạn mua xe máy và thanh toán trả góp, giá mua xe là 34 triệu. Giá mua xe là 34 triệu. À, bài này không phải, bài này là dạng thứ hai. Bài hôm trước á là cũng mua xe nhưng mà bạn trả trước 7 triệu. Được chưa? Cái bài hôm trước mình học á là cũng mua xe luôn, cũng một bài toán về mua xe nhưng mà là bạn trả trước 7 triệu. Còn bài này là người ta cho trả trước 12 triệu và giá chiếc xe. Được chưa? Các bạn lưu ý nha. Đây là dạng thứ hai. Đó. Lưu ý. Tại vì mình tổng tổng cộng các bạn có ba dạng. Rồi luôn. Ok. Thì hôm trước á, cái bài hôm trước á mình học á là cũng tìm ra gì đây, số tiền mà bạn góp mỗi tháng gì đó, nhưng mà bài hôm trước á là người ta không có nói giá xe, người ta không có nói các bạn giá xe bao nhiêu, mà yêu cầu bạn tìm cái giá trị chiếc xe là bao nhiêu, được chưa? Đó, tìm giá trị chiếc xe là bao nhiêu. Còn bài này người ta cho bạn luôn là giá chiếc xe, cho bạn tiền trả trước và hỏi cái số tiền bạn góp mỗi tháng là bao nhiêu. Đó, số tiền bạn phải trả đều mỗi tháng. Thì đây là dạng câu hỏi thứ hai nha. Thì lưu ý phân biệt giùm anh. Khi người ta hỏi giá chiếc xe và trả trước 7 triệu thì lưu ý là tính ra cái hàm BMT xong rồi. Như hôm trước đó, tính BMT xong rồi, ABS xong rồi, các bạn nhớ cộng 7 triệu trả trước. Mới ra được giá chiếc xe. Còn bài này là số tiền bạn trả mỗi tháng. Được chưa? Để coi các bạn làm sao đây. Lưu ý nha, bài này là số tiền trả mỗi tháng nha, là BMT. Lãi suất là 0,75% một tháng. Đúng rồi. Nó đã cho tháng rồi mà tại sao chia 12 vậy ta? Này các bạn. Lãi suất là 0,75% mỗi tháng, chứ đâu phải mỗi năm đâu mà bạn lại chia cho 12. Cái sai thứ nhất. Rồi, tổng kỳ thanh toán là 24 tháng. Đây. Nè, số tiền góp mỗi tháng nè. Nó trong 24 tháng nè các em. Rồi. Rồi. Cái gì đây? BV là số tiền hiện tại bạn có. Số tiền bạn vay. Số tiền bạn mượn. Bạn đang thiếu nợ. Và trường hợp này nó thuộc cái ngữ cảnh là bạn đang thiếu nợ. Là bạn đang thiếu 22 triệu. Xe 34 triệu, bạn trả 12 triệu, bạn đang nợ cái ngân hàng cửa hàng xe là 22 triệu. Nên BV ở đây nó là số tiền bạn nợ. Các bạn lưu ý nha, BV có rất là nhiều nghĩa nha. Số tiền hiện tại bạn có, số tiền bạn cho vay, số tiền bạn vay, số tiền bạn mượn gì đó. Được chưa? Và nghĩa ở trường hợp này là số tiền bạn đang nợ 22 triệu và tương lai bạn mới hết nợ. Chứ tự dưng ban đầu nếu như bạn viết á là ban đầu gì? Ban đầu các bạn là không có nợ. Sau 24 tháng các bạn nợ nha, 22 triệu. Được chưa? Nó vô lý. Được chưa? Và thời điểm thanh toán cuối tháng không. Đó, thì mỗi tháng trả 1 triệu ha, bạn tính sao mỗi tháng trả 90 triệu. Đó. Thì lưu ý giùm anh điều đó nha. Rồi, các em sửa vô giùm anh và ghi chú cái dạng bài tập thứ hai hay cho trong phần thực hành. À, nếu cho hàm tài chính đó là tính BMT nhưng mà trả trước bao nhiêu đó và giá trị của sản phẩm. Được chưa? Cụ thể bài này là giá chiếc xe 34 triệu trả trước 12 triệu. Số tiền BV các bạn là số tiền bạn nợ là 22 triệu. Ghi chú cẩn thận cho mình. Rồi tiếp theo các em nhớ nè, mấy cái này á các bạn tự kết luận nha. Kết luận vậy số tiền tiết kiệm mỗi tháng đều mỗi tháng viết sai chính tả nè. Cẩn thận hơn nha. Là 100 mấy đô đó, 100 mấy đô số tiền trả mỗi tháng 900 mấy ha, ta tên triệu mấy trả có 900 mấy ha. Thì lưu ý giùm anh nhớ kết luận. Rồi đề số 2 trong cái này.
Một người gửi ngân hàng là 100 triệu với lãi suất là 7% một năm. Tức là bây giờ họ cầm cái 100 triệu. Đó, họ quăng vô ngân hàng. Đó, và ngân hàng hiện tại là 7% một năm. Và trong các năm sau, lưu ý nè, đọc kỹ nha. Trong các năm sau, người ta có nói là năm 2, năm 3, năm 4 không à? Người ta không chỉ rõ là trong các năm sau là từ năm nào. Người ta không có nói rõ nha. Người ta nói là trong các năm sau bạn bạn nói rằng là năm thứ 2 đó anh ơi. Bạn kia nói là năm thứ 3 anh ơi mới đúng. Tức là họ không nói rõ, còn anh nói năm đầu tiên. Được chưa? Người ta không nói rõ thì bạn nhớ, khi người ta không chỉ rõ thì bạn tính từ năm đầu tiên nha mày. Được chưa? Đó, trong cái năm sau mỗi tháng nha, lưu ý nha, đọc kỹ rồi mỗi tháng hay mỗi năm. Được chưa? Đó là gửi 200 với 2 triệu trong 3 năm, đáo hạn 3 năm sau thì người đó được bao nhiêu tiền? Đó, đáo hạn tức là tương lai người đó sẽ có, và tương lai các bạn dùng hàm đó làm FV. Lãi suất là 7% một năm. Tổng kỳ thanh toán là thay vì các bạn ghi 36 tháng thì bạn ghi 3 nhân 12. BMT là mỗi tháng là 2 triệu đồng. Đó, BV là 100 triệu ban đầu. Đó, và thời điểm thanh toán không nói gì, mặc định là không. Được chưa? Đó, khá là đơn giản nha. Được chưa? Rồi, anh xin phép các bạn kết luận rồi. Anh đem qua câu này qua đề 1 cho các em luôn. Đó, để mình làm chung luôn. Rồi. Thì đối với đề 1 này có câu câu 2, câu 3. Thì các bạn lưu ý câu 2, câu 3 anh sẽ làm trước. Câu 1 thì nó hơi khó, phức tạp chút xíu. Được chưa? Nên ở đây các bạn lưu ý nha. Anh sẽ làm câu 2, câu 3 trước nha. Thì các em có gì các em lưu ý giùm anh. Rồi câu 2. Vay 200 triệu. Tức là dáng này bạn đang nợ ngân hàng 200 triệu. Lãi suất cực kỳ thấp. Chỉ có 0,7% một năm thôi. Trả hết trong 7 năm. Nhớ nha. Trả hết trong 7 năm. Được chưa? Số tiền phải trả cuối mỗi tháng là bao nhiêu? Tức là BMT. Lãi suất là 0,7% chia 12. Tổng kỳ thanh toán là được chưa? Là 7 nhân 12. Được chưa? Hoặc bạn ghi 84 tùy bạn. BV là số tiền hiện tại bạn có, số tiền bạn vay, bạn mượn. Bài này vay 200 triệu. Tương lai có hoặc là trả hết nợ. Thời điểm thanh toán bạn làm tốt ở câu số 2. Kết luận luôn. Đó. Ủa cái gì vậy? Kết luận ở đây ra con số là 2 triệu mấy, xuống đây kết luận bạn trả về là gì? Là mỗi tháng trả 11 triệu mấy. Ủa cái gì vậy? Lưu ý nha. Viết cẩn thận. Sao bạn? Cẩn thận. Bút cái này đánh vô là có kết quả nha. Đó, vô thi cẩn thận hơn giùm anh. Vô thi cẩn thận giùm anh. Nói chung là bạn làm tốt đó. Rồi, ông A muốn có 300 triệu. Đó, bạn muốn có hai xin lỗi, bạn ông A này muốn có 200 triệu, tức là ông này chưa có nha. Tức là 3 năm sau ông này mới có được 200 triệu. Vậy cuối mỗi tháng ông phải gửi vô ngân hàng bao nhiêu tiền? Đó, đợi sau 3 năm bạn có được 200 triệu. Đó, thì mỗi tháng gửi đó là BMT. Đây, BMT. Rồi. Lãi suất là 7% một năm, tổng kỳ thanh toán các bạn là 36 tháng. BV hiện tại ông này là không có ngàn nào hết. Và sau 3 năm ông mới được 200 triệu. Nhớ là sau 3 năm mới có 200 triệu. Thì coi mỗi tháng phải đem vô ngân hàng là bao nhiêu. Đó, được chưa? Thì bạn làm đúng rồi nè. Đó, lãi suất nè, tổng kỳ thanh toán nè, số tiền hiện tại nè, tương lai nè và thanh toán cuối kỳ. Đó, mỗi tháng bạn gửi khoảng 5 triệu. Đó, 5 triệu 8 ngàn, 5 triệu là 9 ngàn, 5 triệu là 9 ngàn. Xin lỗi. Đúng rồi, 5 triệu 08 ngàn, 9 ngàn đi, 5 triệu 9 ngàn. Thì sau 3 năm bạn có được 200 triệu với điều kiện không bị phát sinh lạm phát. Được chưa? Đó. Nhớ nha. Ở đây nè các bạn thấy nè, tương lai có 200, còn ở trên là bạn đem 200 triệu bạn gửi ngân hàng. Hai bài toán nó khác nhau hoàn toàn. Rồi. Sang câu số 1 là câu khó. Hiện tại bạn có 50 triệu. Đó, cầm trong túi 50 triệu. Lãi suất ngân hàng hiện tại khoảng 7%.
6 tháng đầu bạn đem gửi mỗi tháng, tôi xin lỗi, 6 tháng đầu người đó gửi thêm 1 triệu rưỡi nha. Trong 6 tháng, trong 6 tháng đầu bạn gửi thêm là 1 triệu rưỡi nha, chứ không phải là mỗi tháng gửi 1 triệu rưỡi. Các bạn lưu ý nha. Trong 6 tháng đầu đó, người đó gửi thêm 1 triệu rưỡi nha. Đọc kỹ rồi giùm anh, chứ không phải là mỗi tháng gửi 1 triệu rưỡi. Được chưa? 6 tháng sau người đó không gửi thêm. Bài này các bạn thấy rõ ràng người ta chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là 6 tháng đầu gửi 1 triệu rưỡi, và giai đoạn 2 là với số tiền 50 triệu và 1 triệu rưỡi đó cộng với lãi suất đó. Được chưa? Sau đó họ sẽ phát sinh thêm cái lãi suất trong 6 tháng sau. Đó. Thì đây thuộc dạng bài toán hàm tài chính thứ ba là chia giai đoạn. Dạng bài toán thứ nhất anh nhắc lại đó là gì? Hỏi giá chiếc xe, hỏi giá sản phẩm thì bạn dùng BV, sau đó ABS và cộng với giá trả trước. Dạng thứ hai mình mới học hồi nãy là BV chính là cái khoản tiền mà bạn đang nợ, là hiệu của giá sản phẩm và số tiền trả trước. Rồi, và dạng thứ ba là dạng khó nhất là chia giai đoạn, và tối đa các bạn chia làm 5 giai đoạn. Tối đa trong đề thi các bạn là ai hơn trúng câu câu này là bạn sẽ chia 5 giai đoạn. Được chưa? Nguyên tắc làm như nhau, bạn chia là từng giai đoạn. Có thể ghi ra giai đoạn 1. Giai đoạn 1 là số tiền bạn có được sau 6 tháng. Rồi, số tiền bạn có được sau 6 tháng. Để coi bạn làm như thế nào. 7% chia 12 6 tháng đầu. Đó. 6 tháng đầu là bạn thấy nè, là 1 triệu rưỡi nhưng mà phải chia cho 6. Tại vì nhóm hàng BMT là tính theo tháng nha, nhóm hàng BMT là tính theo tháng. 6 tháng đầu là 1 triệu rưỡi nên 1 triệu rưỡi chia 6. Rồi. BV là 50 triệu. Thanh toán cuối kỳ. Đó, đúng rồi đó. Đây là số tiền giai đoạn 1 bạn tính. Sau đó mình sẽ tính giai đoạn 2. Giai đoạn 2 á thì cái FV giai đoạn 1 này chính là cái BV của giai đoạn 2. Nhớ nha. Và cứ thế mà tính lên. Rồi ở đây các bạn là gì đây? Tiếp theo là 7% 6 tháng không có phát sinh. BV chính là cái FV giai đoạn 1. Đó, và thanh toán cuối kỳ. Rồi, bạn copy thôi. Đúng rồi đó. Đấy nha, và sau đó bạn kết luận. Nha. Cái BV nè. Ủa sao lại là FV? 7 rồi. À FV tương lai có ha, đúng rồi anh nhầm nha. Đó, tức là cái FV của giai đoạn 1 các bạn nè. Đó, bạn phải dùng ABS nha. Chính là cái BV của giai đoạn 2. Đấy nha. FV của giai đoạn 1 sẽ là BV của giai đoạn 2. Đó. FV của giai đoạn 2 sẽ là BV của giai đoạn 3. FV của giai đoạn 3 sẽ là BV của giai đoạn 4. Và tối đa nãy nói các bạn 6 giai đoạn. Được chưa? Đó các bạn lưu ý, đây là dạng thứ ba trong bài toán hàm tài chính mà người ta nếu cho thì hay cho. Tức là khi hàm tài chính nhóm hàm BMT người ta cho ba dạng. Dạng thứ nhất là dạng tính giá trị sản phẩm chiếc xe. Đó, dạng thứ hai là BV các bạn, khi đó là hiệu số giữa sản phẩm và số tiền trả trước. Tính số tiền bạn trả hàng tháng. Rồi, cái dạng thứ ba đó là bài toán chia giai đoạn, cứ tính từ từ. Chia làm từng giai đoạn, đọc kỹ đề giùm anh. Rồi, các bạn kết luận và sửa bài vô giùm anh nha, bạn làm tốt đó. Tiếp theo thì anh sẽ hướng dẫn các em đó là phần công thức mảng nha. Công thức mảng thì các em thấy nè, ở đây nè các em, thì đó câu thứ nhất á, thì các em thấy là nó số lượng ha, số lượng, được chưa? Đạt không đạt gì đó, điểm rồi đó, thì các em có thể anh kiểm tra ở đây nè. Ok, từ năm đến này. Ok, thì bạn đúng ha. Thì ở đây anh chỉ sửa một cái ý thôi. Đó, bạn thấy nè. Điếm thì mình sẽ làm một nhân. Để anh mở công thức này lên cho em. Đây, điếm nè là sum một nhân hai điều kiện trở lên hai ngoặc. Tại người ta nói là từ 5 đến 6.5. Nó thì bạn thấy là cái vùng điểm lớn bằng 5 và là thay bằng dấu sao. Đó, mở ngoặc điều kiện 2 nhỏ hơn bằng 6.5. Control Shift Enter. Nó thì đây là cách thứ nhất. Đó, đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chỗ lớp KT rồi kia coi bạn sẽ làm như thế nào. Chưa? Đó. Cái tổng này á, được chưa? Cái tổng này là cộng hàng này lại nữa các bạn. Thật ra nó cộng hàng này lại. Đó, nhưng mà anh sẽ để coi. Ở đây anh sẽ mở coi công thức của bạn nha. Sum điểm 1 nhân hai điều kiện hai ngoặc. Ở lớp lớp đây.
bạn thêm khoảng trắng, tại vì trên này các bạn thấy có chữ lắp kt. Let lấy hai cái từ nó giờ đây kt nam nữ rồi, ok bạn ổn ha. Đây tức là chữ lớp nè em, sau đó ghép nối với gì cái chữ kt, và kt này các em thấy nè, nó nằm ở ký tự bên trái nên bạn dùng hàm let. Let là công thức thường thì bạn chọn một ô, công thức mạng các bạn quét một cột nhớ F4 nó chấm phẩy lấy hai ký tự, bạn sẽ bằng được cái chữ lớp kt nó. Ở đây các bạn không chọn ô trên này tại vì bạn nhìn thấy là nó đang gộp ô nè, gộp cục j, cục k và cục l, nó đang gộp ô nè, j k và l nè các bạn. Kết thúc điều kiện thứ nhất, ham n thay thế bằng dấu sao, mở hoặc điều kiện thứ hai. Ở đây bạn có chữ nam nữ hoặc chữ Vũng Tàu, cái nào trước cũng được. Giả sử phái thì quét cột phái F4 bằng cái nam nữ này khóa dòng để công thức đi qua phải, đô la đặt chữ số, kết thúc điều kiện 2, nhân mở ngoặc điều kiện 3. Điều kiện 3 bạn là Vũng Tàu, Vũng Tàu thì quét nơi sinh F4 bằng cái Vũng Tàu khóa cột công thức chạy xuống 1, 2, 3, nhấn giữ tổ phím Ctrl Shift và nhấn Enter. Nó nhẹ nhàng vậy thôi. Nhớ nha, nhấn giữ tổ hợp phím Ctrl Shift và nhấn Enter. Còn cái tổng á thì bạn bỏ đi cái gì? Bỏ đi cái nam nữ. Được chưa? Bỏ đi cái nam nữ. Nó, bỏ đi cái nam nữ, bạn làm đúng rồi đó. Nó bằng sum nè, đếm là một nhân hai điều kiện là hai ngoặc. Hai điều kiện trở lên nha, hai điều kiện, ba điều kiện cũng là hai ngoặc nha. Đó, bốn điều kiện cũng là hai ngoặc ở đây. Một số trường hợp đặc biệt sẽ có ba ngoặc ở đây, từ từ các bạn tới. Rồi ở đây các bạn nam nữ và lớp KT. Lớp KT thì giống như nãy nè, lớp nè, cách ra nè, ghép nối nè, led nè các em. Công thức thường các bạn chọn một ô, công thức mạng các bạn quét một cột. Nhớ F4 nha, lấy hai ký tự bằng gì đây? Bằng cái chữ lớp KT. Đó. Rồi, đóng điều kiện thứ nhất lại, nhớ cứ xong một điều kiện đóng lại, nhân mở hoặc điều kiện số 2, các bạn là Vũng Tàu thì các bạn quét cột nation F4 bằng cái chữ Vũng Tàu khóa cột để công thức các bạn đi xuống nha. Khóa cột cái đô la các bạn đặt trước chữ nha. Khóa dòng cái đô la đặt trước số, nhấn giữ tổ hợp phím Ctrl Shift và nhấn Enter. Đó. Rồi, bạn nào có sai phần mảng này thì bạn chép vô giùm anh nha. Đây. Bây giờ còn cái gì, cái lớp QT thì nó tương tự nha, các bạn tự sửa lớp QT nha. Anh chỉ sửa hai cái ô này sau đó kéo thôi nha. Đó, thứ bạn này là Ctrl Shift Enter sau đó bạn kéo nè. Nó. Nè, để kéo xuống nè. Đó, này cũng vậy, Ctrl Shift Enter nè. Đó, rồi cái này bạn kéo xuống nè. Đó, giờ sau đó bạn đổi qua này lớp QT cũng tương tự nha. Đó, QT thì bạn đổi thành QT thôi. Đó, các bạn sửa vô giùm anh. Rồi đề số 2 người ta nói gì đây? Tính số lượng và tổng giá trị xuất theo từng tên vật tư. Đây. Ở đây xuất nè, ở đây xuất nhập. Xuất trong tháng 1 và xuất trong tháng 2. Đó. Rồi. Thì các em chú ý nha, chú ý ở đây coi chừng bị sai. Để coi coi bạn làm như thế nào nha. Thì anh sẽ copy những cái công thức bạn, anh sửa lại coi nếu nó sai, còn nếu đúng thì thôi. Đây. Đầu tiên là tính tổng số lượng. Let lấy một ký tự ra. Được chưa? Nó một ký tự của cái cột A. Đây là xuất. Được chưa? Nó và cái mã hàng. Tốt. Trị giá thì đổi thành cột kia thôi. Giờ tháng 1. Tháng 1 thì cái man. Nó cái man nó bằng 1, trong đây có tháng 1 không? Tháng 1 nhưng mà xuất nha. Số lượng này nó có nè. Được chưa? Tùy theo trường hợp ha, tháng 2. Được chưa? Rồi. Vừa nhìn công thức chung thì bạn ổn. Rồi thì bây giờ anh sẽ làm ở ô số lượng. Được chưa? Đó, ô trị giá và ô số lượng ở đây thôi. Tức là anh viết ba công thức cho em coi. Đó. Rồi còn lại thì tương tự các em tự viết. Bằng sum, đây là tính tổng, các em quét cột tính tổng F4 nhân hai điều kiện trở lên hai ngoặc. Ở đây thứ nhất là số lượng, ở xin lỗi là xuất, để xuất thì bạn dùng hàm, đó là hàm let để lấy ký tự bên trái. Được chưa? Làm let để lấy ký tự bên trái nha. Nó quét khối nè, F4 lấy một ký tự bên trái, nó bằng chữ x là xuất,
đóng hoặc điều kiện thứ nhất, nhân mở hoặc điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ hai các bạn nó là tên vật tư. Quét cột này F4 bằng cái ô tên vật tư. Các bạn F4 chừng nào cái đô la đặt trước chữ á, người ta gọi đây là khóa cột. Và khóa cột thì công thức mình chạy xuống, Ctrl Shift và nhấn Enter. Đó, sau đó bạn kéo thôi nha. Rồi, còn cái trị giá thì các bạn cũng tương tự bằng sum nè. Kéo cái cột thành tiền nè. Nó là vùng tính tổng. Nhân hai ngoặc. Nó cái suất hoặc là như này bạn tên vật tư trước thì bạn quét cột tên vật tư F4 bằng cái ô vật tư này các bạn khóa cột cái đô la đặt trước chữ. Kết thúc điều kiện 1, nhân mở ngoặc ra điều kiện 2. Điều kiện 2 các bạn nhập suất là led nè. Nó đây, led nè. Led gì? Led của chứng từ nè. F4 nè, lấy một ký tự nè bằng cái chữ X nè. 1 2 3 nhấn giữ tôi phím Ctrl Shift và nhấn Enter. Đó, để điều chỉnh công thức thì bạn nhấn đúp vô hoặc nhấn phím F2. Nhớ nha, để sửa chữa công thức thì bạn nhấn đúp nháy đúp chuột vô cái công thức hoặc là nhấn phím F2, đó là câu trắc nghiệm. Đó, rồi tổng số lượng xuất trong tháng 1 thì ở đây anh chỉ viết cho các em một cái thôi nha. Đó, còn tháng 2 hoặc là trị giá thì tương tự. Số lượng thì quét cái cột số lượng F4, hai điều kiện trở lên hai ngoặc. Nhớ là hai điều kiện trở lên hai ngoặc chứ không phải là hai điều kiện hai ngoặc, ba điều kiện là ba ngoặc nha các em. Rồi, cái điều kiện thứ nhất các bạn giả sử là xuất đi. Xuất thì bạn ra gì? Là led. Led của gì đây? Nó led của cái cột chứng từ nè. Nó F4 lấy một ký tự nè, nó bằng chữ X nè. Đóng điều kiện thứ nhất, nhân điều kiện thứ hai các bạn giả sử tháng 1 thì bạn dùng hàm mạnh nè. Nó ngày tháng thì bạn quét cột ngày tháng nè. F4 nè. Đó, nhớ đóng hàm mạnh lại bằng 1. Kết thúc điều kiện thứ hai. Nhân mở ngoặc điều kiện thứ ba. Điều kiện thứ ba các bạn vật tư thì quét cột vật tư nè. F4 bằng bằng cái gì? Cái ô vật tư này khóa cột để công thức chạy xuống. Nhấn giữ tờ phím Ctrl Shift nhấn Enter. Đó, sau đó bạn kéo xuống thôi. Được chưa? Đó. Đó là cách làm. Chứ không phải ngồi đó mà mình suy nghĩ nó phức tạp. Nó dễ lắm các em. Nó anh chỉ đợi đây công thức này nè, còn những cái khác các bạn tương tự nha. Cái khác bạn tương tự. Rồi mời các bạn lại sửa vô giùm anh nếu các bạn có sai. Rồi đề số 4 nè. Đó, ở đây các bạn thấy nè, tính tổng doanh thu theo phòng, được chưa? Để tháng này nọ. Được chưa? Cái thứ nhất nè. Phòng. Rồi phòng lấy ký tự. Rồi tháng. Ok, này không có gì khó đó, anh chỉ nói cái câu giữa này thôi nè. Đó, thì bằng sum nè các em. Bài này tính tổng doanh thu tức là thành tiền, quét cột thành tiền nè. F4 nhân hai điều kiện trở lên thì hai ngoặc, này có một điều kiện thì một ngoặc. Nó và yêu cầu lấy y thì mình led nè. Nó led nè. Led của gì? Led của phòng nè các em. Công thức thường thì quét một ô mảng thì mình quét cột. Nó không biết lấy 1 2 3 thì mình dùng len trừ. Thường chọn ô mảng quét cột. Đóng len lại nha. Trừ cho 4 đóng ngoặc lại bằng bằng gì? Cái ô một la mã này nè. Khóa dòng để công thức chạy qua phải. 1 2 nhấn giữ Ctrl, nhấn Shift, nhấn Enter. Nó nhẹ nhàng tháng thì bạn quét tháng thôi, manh thôi. Nó thì tháng nãy làm rồi nên không có làm lại. Cái này khá dễ nhé. Nó ai có sai thì sửa vô giùm anh. Rồi đề số 5. Đề số 5 thì câu này nó giống như cái câu hồi nãy á, nhưng mà câu hồi nãy của bạn á là cái phần dùng hàm cơ sở dữ liệu. Bạn dùng cơ sở dữ liệu, nhưng bài này người ta lại yêu cầu bạn á dùng đó là gì đây? Công thức mảng. Được chưa? Thì bạn sẽ làm như sau để coi bạn Nam này là bạn này làm sao đây. Ghép nối lại thôi. Được, tức bằng sum nè. Nó đếm thì một nhân. Ở đây có một điều kiện thôi nha, chứ không phải là hai. Nó lấy cái từ bên trái led. Nó lấy cái từ bên trái thì bạn dùng led. Led gì đây? Công thức thường một ô quét thức mảng thì quét cột F4 lấy một ký tự. Nó đóng hàm led lại, ghép nối với right. Nó quét cột F4 hai ký tự. Thì cái này mình sẽ bằng bằng cô AKE này. Thấy chưa? Nó khóa dòng.
Control Shift Enter. Đó, và ở dưới này thì bạn thay bằng gì đây? Số 1 bằng cột tính tổng. F4. Control Shift Enter. Đó. Thấy chưa? Công thức thường thì quét ô, công thức mãn thì quét một cột. Đó. Rồi là cái thứ nhất, cái thứ hai các bạn là hàm and thay thế bằng dấu sao, hàm o thay bằng dấu cộng, đồng sao viết vậy. Đó, kết thúc Ctrl Shift Enter, rồi sửa vô giùm anh tới đây. Đề 6 này người ta nói gì đây? Mặt hàng là X vào tháng 1. Thế này viết công thức khá đơn giản. Anh viết nhanh cái cho mấy em nha. Cái này không có gì khó bằng sum. Bài này thống kê doanh thu, quét cột thành tiền. F4. Hai điều kiện trở lên hàng hoặc. Bây giờ một cái tháng, một cái list làm nào chứ không được. Giả sử quét X. F4. Bằng cái chữ X. Khóa dòng, công thức đi qua phải. Cố định cột. Ở xin lỗi, cố định dòng là đô la đặt trước số, công thức di chuyển qua phải, di chuyển ngang. Kết thúc điều kiện 1, nhân mở ngoặc điều kiện 2. Tháng. Ở đây các bạn thấy số 1, số 2 thì mình dùng hàm mạnh. Nó quét. Nhớ đóng tháng lại. Nhớ nha, phải kết thúc hàm nha, kết thúc hàm. So sánh bằng ô này, khóa cột công thức chạy xuống, đô la đặt trước chữ, nhắn giữ tổ hợp phím, Ctrl Shift nhắn Enter, nhẹ nhẹ. Rồi, đề số 7. Đó, đề số 7 là một cái đề mà có một kiến thức mới. Rồi. Ok, bạn có tìm hiểu và bạn đúng rồi ha. Rồi, rồi bài này thì anh sẽ làm như sau. Nó hơi khó nha, có một kiến thức hơi mới đó. Rồi, bằng sum. Các bạn nhớ, nguyên tắc làm bài thi. Câu nào biết làm. Ý nào biết cứ làm. Ý nào biết cứ làm. Chứ không có ngồi đó mà cái này khó quá là viết hoài không ra. Ví dụ câu này các bạn thấy có 3 ý. Ý thứ nhất, đó là cái mã hàng. Ý thứ hai là tháng không chính. Ý thứ ba là loại 1. Được chưa? Thì khi đó ít nhất các bạn viết cũng được tới cái mã hàng là cái đầu tiên. Đó, đây. Tính tổng doanh thu, số lượng, quét cột số lượng. F4. Nhân hai điều kiện hàng ngoài. Mã hàng là đường, quét cột tên đường. F4. Bằng đường, khóa cột công thức chạy xuống. Ctrl Shift Enter. Giả sử không biết viết từ tới đây. Thì biết đâu chừng bạn được 0.1 điểm thì sao? Được chứ? Đó, tiếp tục viết tiếp, mở ngoặc ra. Cái tiếp theo là tháng 09. Đó, lưu ý tháng 09 nha. Đó, thì mình cần chữ tháng nè. Đó, 0, đọc ngoặc kép. Đấy nha, viết sao y chang nha. Tại vì khi đó, hàm anh các bạn lấy ra chỉ có số 9 thôi, chỉ có số 9 thôi. Ghép nổi. Được chưa? Thậm chí á, một số bạn á, viết liền đánh con số 0 đọc kép lại á, thì lập tức nó lỗi thì bạn cách ra như nè. Đó, sau đó bạn gì? Đọc kép xong các bạn xóa dấu cách nè. Làm sao để giống người ta? Làm sao để giống người ta? Được chưa? Mạnh. Mạnh gì? Mạnh cái ngày. F4. Đóng mạnh lại. Bằng tháng 09. Đóng lại. Kết thúc điều kiện 2. Nhân. Đó, điều kiện thứ 3. Còn giả sử không biết điều kiện 3, Ctrl Shift Enter. Được chưa? Tức là bạn biết tới đâu cứ làm tới đó giùm anh. Rồi bây giờ nè, tới đây các bạn thấy nè, làm tiếp nè, xóa nè, trừ một ngoặc thôi. Nhân mở ngoặc thứ 3 ra. Đúng không? Làm từng ý. Và ở đây các bạn loại 1, loại 2 tức là vừa dò tìm. Dò tìm thì bạn dùng index đây không được. Tên này dò trong mảng. Và dò trong mảng thì các bạn sẽ dùng một hàm, đó là hàm lookup nha. Hàm đây là hàm lookup để dò trong mảng nha. Hàm lookup để dò trong mảng. Lookup. Và hàm này các bạn sử dụng công thức phía dưới, có hai đối số lookup value và array. Tức là các bạn là cái trị dò và cái bảng dò thôi. Không dùng cái đối số thứ 3 resolve vector. Ở đây các bạn có nhiều trường hợp lắm nên mình không dùng. Rồi, bạn dùng giùm anh cái công thức phía dưới, đó là lookup value. Lookup hàm lookup nè, có hai đối số lookup value và array nha. Lookup value và array thôi, dùng hai đối số thôi nha các bạn. Đó. Đó, tức là trị dò, giống như các bạn dùng với lookup hay lookup gì đó mà. Trị dò. Trị dò của mình là cái gì đây? Ở đây các bạn thấy nó là ABC. Thì mình kiếm chữ ABC, let.
Đó, và công thức thường thì mình một ô, đây là mảng nên mình quét một cột. F4. Lấy một chữ tờ. Trị dò xong tới bảng dò, array là bảng dò nha. Hay gọi là vùng dò. Quét từ trị dò nè, nhiều bạn quét sai nha. Các bạn thấy nè, cái bảng dò anh quét nè, quét từ gì đây? Từ cái ô H5 nè. Anh quét đến cái gì? Đến G6, từ H5 anh quét đến G6 nha. Cái bảng dò của anh nha. Nó giống như bạn nào mà có học A rồi á, nó giống như bạn đang làm H lookup vậy đó bạn. Đó, đây nè, cái bảng dò H lookup nè. F4. Nhưng mà ở đây là hàm lookup nha các em. Đây là hàm lookup. Công thức hàm này nó chỉ đúng khi bạn dò trong mảng. Nó đúng khi bạn dò trong mảng. Đúng hoặc lời. Bằng. Loại 1, loại 2. Khóa dòng, công thức đi qua. 1, 2, 3. Control Shift, Enter. Đó, và bạn kéo được qua tới đây thôi. Kéo xuống đây. Tháng 10, phải tính lại. Nó tháng 10, bạn tính lại. Rồi, đó. Này bự quá lưu cấp nha. Rồi cái tháng 10 á thì mình đổi tháng 10 chứ không phải tháng không 10. Tháng 10 nha chứ không phải tháng không 10. Được không ạ? Đó. Này. Mình thấy nó y chang nè. Mình thấy không? Y chang nè. Được chưa? Rồi. Anh mở đây thêm cho các bạn dễ nhìn nha. Còn cái tổng thu á. Cái tổng thu thì các em bỏ đi cái gì? Em chỉ lấy cái gì? Em lấy cái sum hai điều kiện này thôi. Đó. Đường và tính tổng nó thôi. Nó cái tổng thu thì nó khá đơn giản. Được chưa? Tổng thu nó đơn giản. Đó. Thì lưu ý nha. Viết làm sao các bạn nhớ nè. Mảng á, anh có nói các em á. Là gì? Thiếu thì em thêm mà dư thì em cắt, làm sao cho nó giống nhau thì em mới làm được mảng, làm sao cho nó giống nhau thì em mới làm được mảng. Rồi mời các em sửa vô giùm anh. Đây là một kiến thức mới, đó là dùng hàm lookup, dùng hàm lookup trong mảng. Mời các em sửa vô.